Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn và review cho các bạn về phần Recipient Policy. Đây là phần thuộc Exchange Server 2003 mà mình đã và đang hướng dẫn review cho các bạn trong những ngày qua. Các bạn vui lòng xem mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện lại cho đúng. Trong quá trình thao tác, nếu có xảy ra sự cố hay là vấn đề gì đó, các bạn vui lòng xem lại video của mình để thao tác và thực hiện cho đúng. Cũng giống như các video trước thì video này của mình cũng có những hướng dẫn thao tác cụ thể trong video, cho nên các bạn sẽ gặp thuận lợi hơn trong quá trình thao tác lại, cũng như là xem video, cũng như là xem mình review và hướng dẫn một cách cụ thể. Thì đầu tiên là các bạn vào Start Run, các bạn gõ dsa.msc, rồi sau đó các bạn vui lòng là nhìn mình thao tác và thực hiện lại cho đúng. Đây là một phần khá hay mà mình chia sẻ cho các bạn. Cái vấn đề về quản trị hệ thống cũng như là thuộc về server thì phần exchange server là phần khá phổ biến cũng như là phần quan trọng ở trong hệ thống Win Server, tại vì nó bao hàm các cái phần khác liên quan. Rồi các bạn vào Recipient. Recipient Policy. Ở đây các bạn tạo các cái Recipient Policy mới. Cái thao tác này nó có như là cái thao tác mà đợt trước mình hướng dẫn cho các bạn về Server Policy, System Policy. Thì nó cũng là ná như vậy thôi, nhưng mà đều nó có những cái đặc điểm khác. Các bạn vui lòng các bạn nhìn mình thao tác để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Còn nếu như các bạn đã biết về cái Recipient Policy rồi thì các bạn sẽ hiểu về phần này hơn. Tại SMTP thì các bạn thay đổi về một cái địa chỉ IP mới. Thì cái địa chỉ IP này là theo địa chỉ công ty của các bạn nhé. Ở đây mình tạo là cái địa chỉ mới là a.hcm.tencongty.com.
sau khi là thao tác xong thì mình bấm update now, update lại cái cập nhật mà mình vừa thao tác. Mình sẽ vào Microsoft Outlook để mình bắt đầu là mình test. Thì cũng giống như các video trước á, thì video lần này của mình sẽ thực hiện setup xong rồi mình sẽ vào Microsoft Outlook để mình kiểm tra lại quá trình mà mình setup đó. Cái nội dung của mình test đó là email address của U1 đó là từ u1a@donchin.com thành là u1a@hcm.tencongty.com. Thì tên công ty mình xin phép được che nha các bạn. Sau khi mình gửi thư đi vào tài khoản bản đồ file là Outlook á, thì bây giờ mình sẽ vào cái đồ file là U1 mình để kiểm tra xem là mình đã nhận được cái mail đó chưa, cái mail mà mình vừa gửi chưa. Thì nếu như mà các bạn gửi mail mà các bạn muốn nhận nhanh hơn á, test trên server, thì các bạn có thể là đi chỉnh lại thời gian trên hệ thống để các bạn nhận mail nhanh hơn cho các bạn. Tại vì đây là mail test các bạn. Thông thường mình chỉnh là khoảng 2 đến 3 ngày. Là cái thời gian hiện tại là tiến lên 2 hoặc 3 ngày so với giờ hệ thống. Rồi sau đó là mình lại vào lại star tool, mình gọi là dsa.nsc. Thì vào đây mình cập nhật lại cái địa chỉ công ty của mình trên user 1 để mình thực hiện các thao tác sau. Rồi sau khi mình thực hiện xong các thao tác theo tên công ty rồi của mình rồi thì mình sẽ vào Outlook, Microsoft Outlook để mình test một lần nữa. Mình thêm công ty của mình vào chỗ Office nha các bạn. Thao tác đầu tiên mình sẽ vào là tài khoản Microsoft Outlook là Outlook. Thì vào đây mình sẽ gửi đến cái tài khoản của user là gửi đến user 1. Thì khi này sẽ xuất hiện là Office á, nó sẽ xuất hiện là tên công ty của mình như mình mới setup. Rồi khi đó mình sẽ chọn tiêu đề và nội dung thôi, mình gửi là xong. Thì về phần gửi này thì mình sẽ gửi đến kèm một cái file nào đó bất kỳ để mình test cái nội dung mình gửi cũng như là các cái file mà mình chia sẻ cho user 1.
Sau khi mình tách file xong á, rồi soạn nội dung xong á, thì mình sẽ bấm send, mình xác nhận là nội dung mà mình gửi, đánh Z. Rồi sau đó là mình thoát ra và mình lại vào Microsoft Outlook. Bây giờ mình sẽ vào bằng tài khoản Gmail 1. Để mình kiểm tra thư và mình sẽ kiểm tra xem là cái thư mà mình mới gửi á, bằng tài khoản nó Outlook. Profile name Outlook á, gửi cho 1 á. Mà xem là đã nhận được hay chưa. Nếu như mà vào đây á, mà mình chưa thấy được cái thư mà do tài khoản admin gửi cho mình á, thì mình sẽ bấm là send PC để cập nhật cái thư mới cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tạo thêm các Recipient Policy mới. Về Windows Server thì nếu như mà các bạn thao tác nhiều, thực hiện nhiều và sử dụng nhiều thì các bạn sẽ sẵn các cái thao tác mà mình đã và đang thao tác cho các bạn. Thì khi đó mọi vấn đề mà cũng như yêu cầu mà công ty các bạn đưa ra thì các bạn sẽ xử lý một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác. Thì nó giống như là việc là các bạn là được thực hành nhiều thì các bạn sẽ nắm được nhiều hơn và các bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn. Khi đó các bạn sẽ không còn bối rối hay là không còn là vướng mắc về vấn đề gì đó, thì các bạn sẽ các bạn sẽ setup cũng như là tự tin mà thực hiện mọi thao tác trên cái Windows Server mà mình đang quản lý. Mình sẽ vào mình sẽ setup lại cái inbox, cái folder inbox thì mình để là một ngày, từ 30 ngày mình giảm xuống còn một ngày. Cái size trên cái folder, cái size mặc định trên folder inbox đó, thì mình vẫn giữ nguyên. Rồi sau đó là mình vào cái phần notifical ở Messenger. Thì vào đây mình sẽ gõ cái nội dung mà mình muốn gửi đến cho các bạn mà vượt quá cái dung lượng cho phép khi gửi thư.
Ví dụ như là mình đang ghi là email này của bạn đã quá kích thước và quy định nên sẽ bị chuyển đến folder delete. Rồi sau đó mình bấm OK. Rồi sau khi mình bấm OK xong thì mình sẽ đến là cái phần Recipient Update Server. Thì vào đây mình vẫn thực hiện thao tác là Update Now để cập nhật các cái thao tác mà mình vừa thao tác xong, mình vừa setup xong. Rồi, bây giờ mình lại vào Microsoft Office Outlook. Mình vào đây, mình đầu tiên mình sẽ vào cái tài khoản Group Name là U1 để mình kiểm tra cái setup rồi của mình. Nè. Mình vào mình sẽ nhận được một cái mail của hệ thống giống như nội dung mà mình vừa cài đặt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.